Tôi xin chào các bạn nha. Các bạn, thì anh em mình ở đây ra ngay chỗ cái mương nhà rồi bạn thấy ốc quá trời luôn, mà ốc này là ốc muông vàng nha bạn. Nên ốc là Pháp. Vàng ốc Pháp gì kỳ. Là anh em mình nảy ra cái ý tưởng là mình hôm nay mình sẽ bắt ốc Pháp về mình làm cái món gì đó ăn rồi review cho các bạn xem nha, cho vui nha. Rồi bắt đi mấy em ơi, coi có con nào đi bắt đi. Cho ổ thôi bạn ơi, quá trời. Đâu mà ổ? Đã ta. Rồi. Đây nha bạn, ở đây rất là nhiều luôn nha. Dưới kia một cặp là đang mắc cặp có trời đều có rau muống á. Có nhiều nhá. Lắm. Đây nè. Dạ. Nhiều lắm. Đây nè, con nó buông nó nằm sát nó lờ rồi nè. Con nào lấy bự vậy nè. Đó, ốc chị á. Bự không ha. Quá đã luôn. Mấy con đó già bắt mấy con bự thôi, mấy nhỏ được bắt em ơi. Rồi mình bắt vô rồi lát mình sẽ nghĩ ra cái món gì chứ bây giờ hiện tại mình chưa cũng nghĩ ra nữa nha bạn. Đây. Có không? Chỗ đó không có. Kìa đó có con kìa. Hai con cũng mới chừng có cây á nghe, coi chừng có cây á. Mấy con bay. Kìa đó có con nhỏ đó kìa ngoài đó. Ừ. Có cái tình đồng đội anh em vậy trời. Đó. Thôi đi được rồi, nhiêu đó đi, được lũ ăn rồi. Ít vậy. Ít thôi, bắt nhiêu đó được. Nói vậy. Vô. Có không mày làm gì ở đó hoài bi? Ê, đứng thôi bà ơi. Bắt lừa mấy con bự mới bắt nha. Rồi đâu mình được nhiêu đâu. Rồi cả nửa xô rồi bạn. Rồi vô con. Đâu nãy giờ ba con bay đi bắt ở đằng kia được nhiêu đâu được rồi. Mẹ. Nửa xô luôn. Trời ơi. Chứ nguyên hoa đó. Dữ hả? Nhiêu đây là ăn thôi chết luôn. Đấy, các bạn đây là mấy thằng em nãy giờ nó bắt được một thao nhiêu đây nha bạn. Các bạn con này con bự nhất nè các bạn. Bự quá. Con đó mới đẻ ông ơi, ông thả cho tôi cái ông ơi. Đó, tội bự. Thôi. Bắt gì chút gì chi vậy? Rồi giờ mình rửa đi, đem vô rửa đi rồi mình làm món gì làm nè. Đây. Đây. Thì mình ngồi đây tranh thủ lúc mà mấy em nó đang rửa ốc với ăn luộc ở bên trong các bạn, thì mình cũng muốn nói với các bạn là cái lịch lên sóng của kênh mình đó là mình sẽ ra vào lúc 6 giờ chiều ngày thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần nha các bạn. Nếu mà các bạn thấy vui và thích thì đón xem giúp mình ha. Cảm ơn các bạn đã xem clip nha. Chúc các bạn vui nha. Cảm ơn các bạn. Bây giờ tới công đoạn là này mình sẽ lễ lấy cái ốc ra nha các bạn. Rồi. Để hết thao đó chắc 8 tiếng đồng hồ quá. Nhanh nhanh lên mấy em ơi, mấy có ăn em ơi. Được quá. Này. Rồi chưa mấy em ơi, mấy em lễ sao lâu quá vậy? Sắp sầu cũng nhiều quá trời, thịt thì cũng dữ rồi nha. Nhiều đó cũng nhiều lắm á. Còn có nhiêu đây nữa xong rồi hả? Đúng rồi. Ok, chú làm lẹ đi rồi tôi ra tôi chà cái tôi rửa muối rồi cho sạch sẽ, bắt đầu mình vô là mình xào luôn. Thấy chuyên nghiệp không? Ở đây là anh em tôi mới chuẩn đi hái lá me nha bạn, đây nè. Hái bao nhiêu lá me này luôn rồi. Hôm nay mình xào xong cái mình bỏ lá me này vô nha. Me mà có trái nữa. Mà mấy trái nó để đâu lộn xộn đâu này nè. Có trái me luôn nha bạn. Lá me mà me này hơi chua nha. Me non, mùa này mùa me non mà. Bạn nào mà có cầm này có chảy nước miếng gì không thì nói nha. Đó, quá trời luôn. Quá đã. Mấy cái gì mà quá. Đây nha bạn, thằng khỉ của tôi nó mới làm xong các bạn, như đây cũng rất là nhiều luôn, dám gần có thể là gần cả ký lô này luôn hết nha. Rồi một ký lô luôn á. Rồi đây là anh em là lặt lá me xong rồi nè. Ok, đừng có dò quá, lá nó chua dữ lắm. Rồi ok, rồi lên xào em ơi. Bây giờ ăn đã. Cái nước nó bỏ vô xào luôn. Đây là giờ mình bắt đầu mình nấu thêm nồi cơm nha các bạn, cho mấy em nó ăn chiều luôn nha. Rồi đây là mình xào bên này nha. Nấu này nước chấm hả? Quá xào luôn. Rồi đổ vô xào luôn. Gai đổ trời nha ơi. Rồi ra dọn đi em ơi, xào lên cái là ăn liền á. Rồi xíu là chín ngay nha các bạn. Mình xào cho ốc nó chín xong rồi bắt đầu mình nêm nếm xong mình bỏ lá me vô liền nha. Rồi mình nhấc xuống thôi. Ok. Đây tình hình là rất là đẹp luôn nha các bạn.
Đây là lá me nha, nhưng mà cái này là tại vì đây là mùa lá me non cho nên là mình xài lá me, chứ mình cũng có thể là xài lá giang cũng được các bạn. Lá giang cũng rất là ngon nha, tuyệt vời luôn. Rồi bắt đầu nêm nếm là cho xuống thôi. Có món ngon rồi. Cái này mà mấy anh nào mà biết nhậu một cái ha. Thôi xin lỗi nha. Nó múa lân rồi bạn ơi. Rồi ơi ơi, từ từ em ơi, đây nồi cơm nha. Rồi chén nha, đũa đâu em? Mày đổ cái gì trên đầu dữ vậy? Rớt là chết luôn ha. Đây là món chính nha các bạn. Quá tuyệt vời luôn. Đừng tâm tạng vô tới chú Hảo. Thôi bỏ đi, nó giờ đâu quan trọng nữa, chủ yếu cái nồi này thôi chứ nó đâu quan trọng nữa. Quá tuyệt vời luôn. Đúng rồi đó. Cái ghế. Ê, cái này mà phải có miếng ớt nha ta. Cái này chua, nghe mùi chua dữ á. Nghe mùi này hơi chua dữ nha. Ăn được không? Không được chú Tài, món này tôi làm hoài mà này, nhưng mà hôm bữa nay hơi chua. Rồi ok anh em ơi, mời khán giả anh em ơi. Ok. Đâu hôm nay mình test thử cái món này coi. Món mới nha các bạn. Ồ, món mới sao nè. Rồi có đồ ngổ luôn. Đâu sao chú Hoàng review cái chú Hoàng. Để chấm cái. Mặn mặn chú Hoàng ơi, mặn. Mời các bạn con ốc nha. Ở đó gấp con ốc bự chảng luôn. Mời sao sao? Ốc nha. Sao? Dai không? Dai. Cứng nhắc luôn. Mời coi mấy ông Pháp đi. Đây đây. 7 7. Thôi đừng cãi lộn mà. Có ốc đảo bên Pháp. Thôi đừng có cãi. Vì anh em nó Pháp rồi. Ngon rồi, ngon rồi. Mời đi. Mới đi đá banh về nó bụng quá. Mời ăn ốc nha. Được ăn luôn, quá ngon. Giỏi rồi, vậy là hay rồi. Chú Khôi cũng có số ăn quá ha. Quá đã. Lần sau nhớ rửa chén nha chú Khôi. Không, bây giờ bữa kiếm luôn. Ăn xong tốn đi về. Còn đây là chú Bi nhí nha. Chú Bi đang ngồi ăn món canh của mình nha. Ta kia tên mình đó các bạn. Vui quá. Mời các bạn nha. Đâu mời gì vậy chú? Chú mời gì vậy? Chú mời coi. Mời các rồi bạn. Ok, dạ ơi. Mời cho cúp cúp. Hôm nay chào mừng sự trở lại của chú Khang nha. Ok. Cái gì? Lao gì? Lao cái gì? Đau đau Vinh, đừng lẹ nữa. Mày đau, mày nói đau, mày lao. Lao quá, nói không có. Ốc ngon vậy các bạn, ốc này, ốc bu đen, ốc bu Pháp nó ngon hơn ốc bu đen nha. Nữa. Ốc bu Pháp. Ốc bu Pháp. Hơi đẳng cấp rồi đó, thấy là hơi đẳng cấp rồi đó. Các bạn, này nước này xào ra nó rất ngon các bạn, chan vô cơm ăn là hết hoài luôn. Ngọt ngọt chua chua không? Hai đựng ngọt. Chua luôn. Ngọt ngọt quá là xạo là do bỏ ký đường vô phải không? Mặn mặn nữa. Đấy nha, không ngon là điểm với Vinh nha. Ngon. Hôm nãy cứ từ cái gì mình từ từ ăn. Để lẹ ăn quá ăn. Ăn thôi mà, có gì đâu. Này có thôi không có nhìn giờ không quấn lộn nha, kỳ lắm nha. Chơi mời chơi. Các bạn nha. Đứa này nó ngọt ngọt các bạn. Mình coi ông ấy là mình mời cô chú anh chị và các bạn luôn đi chứ mà ăn mời các bạn xong rồi mấy bạn không à, mấy cô chú anh chị mình coi rồi sao? Chút xíu nha, phải mời cô chú anh chị già các mời bạn. Mời người nha. Ok. Ok. Năng động lắm à, hiếu động lắm à, được cái ăn cái là phải cụp lỗ tai xuống vậy đó. Chụp vào. Tuyệt vời nha. Gì bới nữa hả? Bới nữa rồi. Chén thứ mấy rồi Quỳ? Chén này chắc chén ngay à. Chị cho nãy giờ thấy đá quá mà. Nãy chứ, hết rồi. Thôi chứ hôm nay tôi nhường mấy chú ăn á. Bữa nay cái bụng tôi thấy có vấn đề làm như nó hơi khó tiêu quá. Chắc lát tôi đi mua thuốc luôn quá. Cái món ốc này các bạn là mình bây giờ là nói nó gọi là tràn đồng nha. Có rất là nhiều luôn. Ốc này giờ gọi là tràn đồng luôn. Giờ chỗ nào cũng có rất là nhiều luôn mày. Mời các bạn miếng rau ngõ nha. Có rất nhiều người ta nói là nó ăn không được nhưng mà thực tế là nó ăn rất là ngon nha. Mời nếu các mà bạn mình biết chế biến nha. Biết chế biến thì nó sẽ không thua ốc bu đen đâu nha các bạn. Thực ra thì giờ ốc bu đen ngoài tự nhiên là nó không có còn nhiều đâu.
lâu lâu thì lộn một vài con thôi. Cái vùng Bến Tre mình là giờ gì người ta nuôi thôi chứ không có còn nữa. Con ốc này á là hồi Nebo đi ông rồi, nó có trong đời này rồi. Có không? Có. Nãy giờ tôi thấy chú hơi nổ dữ rồi đó. Hồi năm 1900 hồi đó là nó có rồi. Nebo đi ông là hồi chưa có cục lâu á. Mấy tóc nó có chưa nữa chứ đừng nói tới lông. Đó là đây nha các bạn, giờ ông Hạo ông thấy cơ, ông thấy ốc ngon quá trời ngon rồi, giờ ông vô ông ăn luôn nha các bạn. Ông nói ông không phải nào kìm được sự thèm ăn phải không? Chứ đó. Thực ra là tại vì mấy em này nó cũng có biết cái review cho nên là mình muốn ăn để review cho các bạn xem. Phải không à? Cái con ốc này nè, mình ăn á là mình phải kẹp chung với một miếng lá me vậy nè. Chua chua mới ngon, phải không? Chấm một miếng nước mắm nữa. Đó. Đây mình mời các bạn nha. Rồi nó giòn. Ngọt ngọt, chua chua, mặn mặn. Chú Bì ăn chép chép quá nha chú Bì. Tiếp ném cái mỏ rồi nha. Trời ơi, làm miếng cơm nóng nữa trời ơi. Nhức nóc, trời đang chiến mưa nghe các bạn. Trời đang mưa nè. Nói gì mà lắm thế. Chú coi được cái làm ít nhưng mà ăn thì rất nhiệt tình nha các bạn. Đúng rồi. Mà có bạn nè. Ăn không im lặng luôn, ăn cục đũa tay luôn nha các bạn. Nhiệt tình là được rồi. Quá ngon. Nay tem mình được thêm một thành viên mới nha các bạn, hai thành viên mới luôn. Tên gì giới thiệu cho mọi người coi. Lâu rồi. Lâu rồi. Lâu rồi hả? Rồi đó tới trước đúng luôn á chú ơi. Rồi vậy chắc con mới rồi con không biết. Chú Hoàng nha, chú Hoàng này cũng chịu cãi lắm à. Mời bạn con ốc nha. Đây nha các bạn. Giờ hai bạn này giờ cơm ít quá tài rồi, giờ hai bạn dành lộn ngoài biết được học luôn các bạn. Rồi giờ ông Hạ ông đá quá tại đá rồi, ông làm không kịp luôn rồi, mấy ngày làm quá rồi, ông ăn không kịp luôn. Đá mấy con ngỗ review cho các bạn đây đúng không? Hai miếng em ơi. Rồi anh là đi sao chỉ còn cái này thôi. Trời ơi tài quậy luôn, kêu mấy cơm nó quậy luôn. Làm sao làm hồi rớt hồ cái nồi cơm xuống dưới đi nha. Gì vậy dạ? Em hãy lại. Chậm đi. Bạn coi cái nồi còn gì rồi. Trời ơi Quảng im lặng. Một nồi cơm này nhóc luôn. Nồi cơm này còn có miếng nha bạn ơi. Không đủ cho cây ra men ăn nữa. Đây đây. Để dành tới ăn nè. Đây nha bạn. Trời ơi ăn tội nghiệp. Được cái ốm ốm mà ăn này để dành tối ăn nha bạn. Trời ơi ăn tới dính lên đầu luôn bạn ơi. Trời ơi tội nghiệp không. Rồi sao rồi anh em? Hết. Còn nè, còn mấy cái lá me nè, tháo ăn luôn đi. Thôi. Rồi thôi vậy thôi, ăn no quá phải không? Thấy ông nguyên nồi cơm còn lại cái gì nữa nè. Cái nồi cơm đâu vậy? Đây. Rồi thôi vậy cũng hay rồi. Còn thêm, còn lấy thêm nữa. Nữa luôn hả? Lấy thêm này luôn. Thôi bữa ăn hôm nay là rất là tuyệt vời nha bạn. Cái món này nếu mà bạn nào muốn thì ở nhà mình nên thử một lần cho biết nha. Rất là vui, rất là ngon luôn. Hôm nay review món ốc bu vàng xào với lá me non của bọn mình ở đây cũng xin phép được kết thúc nha bạn. Nếu mà các bạn thấy hay vui thì các bạn đăng ký và chia sẻ với, để ủng hộ kênh Bà Thảo Bánh Tre mình nha bạn. Chào tạm biệt các bạn. Bye bye.